nằm trong top đầu của cả nước và đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tính bền vững và lan tỏa giá trị tạo dựng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI, là chỉ số do các doanh nghiệp đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và mức độ tạo thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh của địa phương, thông qua 128 thông số và 10 nhóm chỉ số thành phần. Chỉ số này là sự phản ánh khách quan, chính xác, trung thực của cộng đồng doanh nghiệp trong mối quan hệ tương tác với chính quyền địa phương. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu chỉ số PCI nằm trong nhóm 10 tỉnh thành cao nhất cả nước. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, từ năm 2021 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu liên tiếp nằm trong nhóm 10 tỉnh thành cao nhất cả nước. Năm 2023, dù trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, PCI Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ vững vị thế trong top 10, xếp hạng 6 trên 63 tỉnh thành và xếp hạng nhất khu vực Đông Nam Bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh còn tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó mà nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được tháo gỡ kịp thời. Và chúng tôi thực sự rất là trân trọng trước sự nỗ lực của cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện chỉ số PCI cũng như kết quả của PCI của năm 2023. Và các cái chỉ số cải cách, ví dụ như BABY, PCI, PDI, trong 3 năm liền từ năm 2021, năm 2022, năm 2023 thì chúng ta đứng ở trong top 10 của toàn quốc. Thì vậy thì cũng đã chứng minh được cái điều mà cái môi trường đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp đã được tỉnh quan tâm. Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cải thiện chỉ số PCI giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch số 127 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thực hiện cải thiện chỉ số PCI năm 2023, các sở ban ngành địa phương đã tăng cường công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, công khai quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các gói thầu. Đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp và đầu tư, từ đó lắng nghe các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh thực hiện hàng tuần, hàng tháng, đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời. Doanh nghiệp hài lòng hơn với chính quyền tỉnh, không chỉ qua các con số thống kê, mà từ những minh chứng thực tế. Năm tháng đầu năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 1.642,5 triệu đô la Mỹ và 26.231,9 tỷ đồng, tăng gấp 6,25 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 82,1% so với kế hoạch năm 2024. Kết quả này góp phần đưa Bà Rịa Vũng Tàu đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2024. Chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu rất quan tâm đến nhà đầu tư. Đây cũng là địa phương có chính sách thu hút đầu tư tốt. Về phía chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Nghe Nhìn BOE Bắc Kinh, Trung Quốc là doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2024 với tổng số vốn khoảng 278 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi cam kết sẽ đưa nhà máy đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất như đã hứa. Dự án của chúng tôi tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là sản xuất sản phẩm tên là MDI, làm nguyên liệu đầu vào sản xuất nhiều sản phẩm da giả da, polymer, những chất cách nhiệt hoặc là những sản phẩm ứng dụng cho sản xuất ô tô xe máy. Những cái đệm đàn hồi nói chung lớn, sử dụng các sản phẩm hàng ngày từ gia dụng cho tới công nghiệp. Hiện nay chúng tôi đã được cấp phép đầu tư và bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy. Trong quá trình đầu tư, chúng tôi luôn được sự hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của Bà Rịa Vũng Tàu.
Trong số 10 chỉ số thành phần, Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ trì chỉ số gia nhập thị trường. Năm 2023, chỉ số này tăng 0,29 điểm so với năm 2022. Trong số 19 chỉ số con, có 16 chỉ số được các doanh nghiệp khảo sát đánh giá duy trì ổn định và tốt. Trong đó, phải kể đến các chỉ số như cán bộ am hiểu về chuyên môn, thời gian thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện không kéo dài hơn so với văn bản quy định, chi phí cấp phép kinh doanh có điều kiện không vượt quá mức phí lệ phí được quy định trong văn bản pháp luật. Nhằm cải thiện chỉ số PCI, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp luôn đổi mới cách thức quản lý nhà nước theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp, cổng thông tin điện tử của tỉnh, công khai rộng rãi về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin dự án, giá thuê đất. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án mới thì từ 15 ngày giảm xuống còn 11 ngày. Còn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trường hợp, một là nếu mà trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư thì điều chỉnh quy định là trong vòng 3 ngày thì điều chỉnh xuống còn 2 ngày. Còn trường hợp 2 là thay đổi các nội dung khác trong giấy chứng nhận đầu tư theo quy định là 10 ngày thì bây giờ cắt giảm xuống còn 7 ngày. Rồi còn lại các thủ tục khác về điều chỉnh thì cũng đảm bảo theo cái chỉ thị 10 của Ủy ban là cắt giảm là 25% số ngày làm việc theo quy định. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các đoàn đến làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tính đến tháng 5 năm 2024, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có 589 dự án đầu tư trong và ngoài nước còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 16,5 tỷ đô la Mỹ và 173.000 tỷ đồng. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu vào top 5 của cả nước về chỉ số PCI. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục rà soát quy trình thủ tục, thời gian giải quyết, không để tồn động hồ sơ, tập trung đào tạo đội ngũ tinh gọn, năng lực, năng động, hiệu lực, hiệu quả trong xử lý công việc. Tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt vai trò của tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là tổ 997. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và thúc đẩy thực hiện quy trình thủ tục đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Hàng ngày thì có giao cho tất cả các sở ngành, các địa phương đó, phải dành từ 7 giờ đến 8 giờ là tiếp người dân, doanh nghiệp đầu giờ chiều, đầu giờ sáng. Đúng không? Hàng tuần thì có một buổi để tiếp người dân, tiếp doanh nghiệp. Và hàng quý là tập trung giải quyết tất cả những cái tồn động, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quý. Và nội dung này thì ở tỉnh là làm xuyên suốt. Ngay cả hiệp hội các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài là hàng quý là chúng tôi phải ngồi nghe các hiệp hội Nhật Bản, một số hiệp hội khác là các cái khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị thực hiện cái này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Bà Rịa Vũng Tàu luôn xem thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh, xác định đồng hành, phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp là phương châm hoạt động của các cấp, các ngành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.